Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Họng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 110 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, độc bộ thiên hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ, tập 110 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói, lúc bây giờ Thiên Bằng Đại Thánh, Trang Đạo Cổ, Bì Thiên Nô, ai cũng là kỳ tài ngút trời, tâm cao khí ngạo. Những kẻ này, nghe được lời của Diệp Húc, tức giận đến sôi máu, hận không thể lập tức bắt giữ hắn, dạy dỗ một phen. Diệp Thiếu Báo, ngươi chạy khỏi tay Hạ gia, không ngờ còn dám xuất hiện ở chỗ này. Dù ta với ngươi không chết không ngừng, nhưng cũng không thể không bội phục dũng khí của ngươi được. Thiên Bằng Đại Thánh cất tiếng cười to, giơ ngón tay cái lên với Diệp Húc. Thiên Bằng Đại Thánh khen chật rồi. Diệp Húc mỉm cười đáp. Đặng Nguyên Giác bước nhanh đến, cười lạnh nói. Diệp Thiếu Báo, hôm nay ta sẽ thay Thánh Tông diệt trừ con sâu mọt nhà ngươi. Sau lưng hắn ta đột nhiên hiện ra một con sông Hoàng Tuyền lớn, tung hoành hơn trăm dặm, sóng nước mênh mông đại khí ào ào. Đặng Nguyên Giác chính là một trong Ma Tông Tam Kiệt, là đệ tử thứ 4 của Ứng Tông Đạo, nổi danh với Vinh Lâm, Hầu Nhân Vực, thực lực cực kỳ dũng mãnh, không hề kém Lý Tông Sơn. Ở một phía khác, Hầu Nhân Vực đứng cách đó không xa, vẫn phong khinh vân đạm như trước, dường như không hề quan tâm tới tất cả những gì đang xảy ra vậy. Mà trong Ma Tông Tam Kiệt, y là thâm trầm nhất. Diệp Húc khừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Đặng sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, ta vẫn là sư thúc của ngươi. Ngươi lấy dưới phạm thượng, tội đáng một chết, nhưng niệm ngươi là sư đệ ta, tội chết có thể miễn, tội sống có thoát được. Hôm nay, ta sẽ thay Ứng sư huynh dạy dỗ tên đồ đệ bất hiếu nhà ngươi. Hắn đột nhiên bước ra phía trước một bước, khí thế hoàn toàn buông ra, ngọc thụ chống trời, mặt trời luân hồi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, Hoàng Tuyền trăm dặm sau lưng Đặng Nguyên Giác đã bị khí thế của hắn đánh cho cuồn cuộn nổi sóng, nước động không ngừng. Quỳ xuống cho ta! Diệp Húc quát lớn, giơ một tay ra để tới Đặng Nguyên Giác. Ầm ầm. Bàn tay ấy của Diệp Húc thỏ ra to như trời cao, năm ngón tay như núi hạ xuống, liền đánh cho Hoàng Tuyền trăm dặm của Đặng Nguyên Giác tan rã. Thiên Bằng Đại Thánh thần sắc khẽ động, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Trang Đạo Cổ ánh mắt lóe ra. Trong đại phạm Lôi Âm Tự sau lưng, phạm âm vang lên, tâm tình lại không yên lặng được. Lúc trước bọn họ từng giao thủ với Diệp Húc, biết rõ thực lực của y, nhưng cách đã nửa năm, Diệp Húc ra tay còn mạnh hơn trước không biết bao nhiêu. Bàn tay đó của Diệp Húc hạ xuống, ngay cả bọn họ không nhịn được mà biến sắc mặt. Khó trách Diệp Thiếu Báo dám đến Phù Đồ Thánh Thành, hóa ra thực lực hắn đã đại tiến. Nhân La Toa vội vàng đi đến bên cạnh Nhân Đà La, ánh mắt dừng ở trên người Diệp Húc, trong mắt thần thái liên miên, thầm nhủ. Hắn ta thật sự mạnh như vậy, khó trách nói hắn muốn đi cũng không ai có thể giữ lại. Cả cả ta nói, trong những người trẻ tuổi, hắn có thể xếp trong 10 người đứng đầu, quả không sai. Các cao thủ vương tộc ma tộc khác nhìn thấy cũng sắc mặt kịch biến. Chiêu thức ấy của Diệp Húc hạ xuống, thực lực mạnh khiến cho nhiều người tự thẹn không bằng. Ma tộc lấy cường giả vi tôn, thực lực càng mạnh thì lại càng được tôn trọng. Diệp Húc bày ra thực lực kinh người như thế, khiến cho rất nhiều vương tộc ma tộc ác cảm với hắn, liền không cánh mà bay. Đặng Nguyên Giác trợn tròn đôi mắt, lộ ra thất kinh. Hắn ta vạn lần không ngờ rằng Diệp Húc lại mạnh như vậy, mạnh đến có thể một tay che trời. Bảo ta quỷ với ngươi sao? Diệp Thiếu Báo, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đặng Nguyên Giác hét lớn, trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một tòa cao hư hoan hỉ huyền hoàng lâu 8 tầng. Bên trong ngọc lâu, từng món vũ bảo ầm ầm bay ra. Đao, phiên, cờ, bút, kiếm, bình, búa, luân, thuẫn, rồi thuyền, mộc, long, đủ mọi loại, đủ mọi màu sắc gào thét bay lên, làm cho người ta hoa cả mắt, đều chém tới Diệp Húc. Ma Tông Tam Kiệt, Vinh Lâm thắng ở tu vi tinh thuần, Hầu Nhân Vực thắng ở thân thể ngũ hành, mà Đặng Nguyên Giác thì nổi danh về có nhiều vu bảo. Những vu bảo hắn cất giữ nhiều vô kể, chủng loại phức tạp, lúc này liền tế hết lên tất cả.
Chỉ thấy đủ loại vũ bảo hiện ra giữa không trung, biến hóa như trăm ngọn núi lớn, tản mát ra uy năng vô cùng khủng bố, đánh đến Diệp Húc. Trong những vũ bảo này, nguyên thần chi bảo chiếm phần đông, trong đó có trọng bảo như Kiến Mộc Long Trương, thậm chí giữa nhiều vũ bảo còn có một món Tam Thương chi bảo, Tây Mạc Phật Ấn. Đặng Nguyên Giác cũng là hạng người thiên tài, hắn ta lấy được Tây Mạc Phật Ấn từ trong một di tích tượng cổ. Trong cái ấn này, phong ấn xá lợi tử của một vị đại Phật, uy lực cực mạnh, bị hắn ta cho trà trộn vào trong đám nguyên thần chi bảo và trọng bảo. Uy lực không hiện, định khi đến gần thì Diệp Húc một kích chí mạng. Đặng Nguyên Giác, ta bảo ngươi quỳ, ngươi còn dám phản kháng sao? Diệp Húc không quan tâm đủ loại vũ bảo đang bay tới kia, bàn tay tiếp tục hạ xuống. Những vũ bảo đấy gào thét mà đến, nghiền nát hư không. Diệp Húc đột nhiên há miệng hút một cái, chỉ thấy vũ bảo bay đầy trời kia càng lúc càng nhỏ, bị hắn hút một hơi hết vào bụng, chớp mắt liền luyện hóa hết. Oanh! Tây Mạc Phật Ấn bỗng bộc phát ra uy áp khủng bố. Cái đại ấn này được Đặng Nguyên Giác kích phát tất cả uy năng. Chỉ thấy nó hóa thành một vị cổ Phật ầm ầm ngồi lên đỉnh đầu của Diệp Húc, răng rắc một tiếng đè sập hư không. Diệp Húc cười lạnh, một bàn tay khác giơ ra bắt lấy cái Tam Tương chi bảo này, nắm cho vị cổ Phật này càng lúc càng nhỏ lại, từ to như núi lớn niết lại chỉ còn bằng nắm tay, rồi lập tức há miệng nuốt gọn Tam Tương chi bảo này vào. Phù! Diệp Húc há miệng phun ra, chỉ thấy từ trong miệng của hắn phun ra những con dị thú thượng cổ ước chừng hơn 100 con đều lao vào trong chín cái đại đỉnh. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã luyện hóa đi hơn 100 món nguyên thần chi bảo, chỉ để lại nguyên thần để chú luyện nâng cao uy năng của kiểu đỉnh. Kiểu đỉnh của hắn càng dung nhập nhiều nguyên thần, uy lực càng mạnh. Lúc này Diệp Húc đem hơn 100 nguyên thần dị thú tượng cổ dung nhập vào trong kiểu đỉnh, khiến cho uy năng của chín cái đại đỉnh gần như tăng lên gấp đôi. Mẹ nó chứ, có cần phải hung tàn như vậy không? 9000 con mắt sau đầu của Bì Thiên Đô chừng đến tròn xoe, thốt ra một câu. Hắn ta không nhịn được dùng mình một cái, thầm nghĩ: vừa rồi lão tử còn định khiêu chiến với hắn ta, may mà chưa khiêu chiến, nếu không lão tử cũng không đủ cho hắn nhai một miếng kìa. Những cao thủ ma tộc trẻ tuổi khác sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng, nhìn về phía Diệp Húc lộ ra vẻ kiêng kỵ. Diệp Húc mạnh đối với tuyệt đại đa số người trong bọn họ mà nói gần như là áp đảo hết, nếu đổi lại thành bọn họ chỉ sợ còn chật vật hơn cả Đặng Nguyên Giác nữa. Cùng lúc đấy, bàn tay Diệp Húc cuối cùng cũng hạ xuống đỉnh đầu của Đặng Nguyên Giác. Đặng Nguyên Giác giống giận liên tục, thậm chí tế lên cả nguyên thần của mình để chống cự cự thủ của Diệp Húc hạ xuống. Nhưng nguyên thần của hắn vừa lộ ra liền bị Diệp Húc ép cho tan tác, không thể không lùi về trong cơ thể. Hai đầu gối hắn ta khuỵu xuống, vô cùng khuất nhục quỳ gối trước mặt Diệp Húc. Mặt hắn ta đỏ bừng, đôi mắt phun lửa, nước mắt giàn giụa, trước mắt một mảnh mơ hồ. Đặng sư điệt, ta không giết ngươi. Diệp Húc khẽ mỉm cười, đột nhiên bóp một tiếng, tát một cái thật mạnh lên mặt của Đặng Nguyên Giác. Cái tát này hắn không hề dùng một chút pháp lực nào, tiếng tát vang lên nhưng lại không hề đả thương Đặng Nguyên Giác chút nào. Thế nhưng vẫn phải giáo huấn, khiến người biết Hoàng Tuyển Thánh Tông ta không phải là không có quy củ. Diệp Húc thu tay lại. Một cái tát này của Diệp Húc tuy không dùng bất cứ sức mạnh nào, nhưng lại như một chiêu hùng mạnh nhất, trực tiếp đả kích trái tim của hắn, để lại cho hắn một dấu vết không thể xóa nhòa, khiến cả đời này hắn cũng không thể ngẩng đầu lên làm người được nữa. Đám người Thiên Bằng Đại Thánh thương hại liếc hắn ta một cái, thầm nghĩ: Đặng Nguyên Giác, một trong ma tông tam kiệt, chỉ sợ cuộc đời này hoàn toàn xong rồi, xong rồi. Thanh danh một đời này của hắn đã bị hủy, đã quỳ một lần, e là cả đời này cũng không đứng dậy được nữa rồi. Trang Đạo Cổ thở dài liếc Diệp Húc, thầm nghĩ: không ngờ nửa năm không gặp, Diệp Thiếu Bảo đã mạnh như thế này, nhưng ta cũng không hề kém. Nửa năm nay, thực lực và tu vi của ta đều tinh tiến, chưa chắc sẽ yếu hơn hắn. Sao, còn ai muốn đánh một trận với ta nữa không? Diệp Húc nhìn quay một vòng, hạ giọng nói: kỳ thực các ngươi có thể cùng xông lên, ta không ngại giải quyết cả đám đâu. Mọi người im lặng, tuy bọn họ đều tâm cao khí ngạo, kiệt ngạo bất tuần, nhưng Diệp Húc mạnh như thế, thủ đoạn ác như vậy, làm cho đám người sợ rằng sẽ rơi vào kết cục như Đặng Nguyên Giác. Thiên Bằng Đại Thánh chớp đôi mắt, khí thế trên người càng lúc càng mạnh. Tuy Diệp Húc thể hiện mạnh mẽ như vậy, nhưng y vẫn tin rằng có thể đấu một trận với Diệp Húc. Ở trong yêu tộc, y được xưng là đại thánh, thực lực mạnh cũng không hề đơn giản như khi thể hiện ở Hoành Đoạn Sơn Mạch. Lần đấy, y giao thủ với Diệp Húc vẫn chưa dùng bất cứ vũ bảo nào, chỉ dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể. Đại Phạm Lôi Âm Tự sau lưng Trang Đạo Cổ cũng truyền đến từng tiếng chuông du dương. Áo vải của hắn phất phơ, khí thế ngưng tụ. Thực lực của hắn cũng cực kỳ mạnh, cũng còn nhiều thủ đoạn chưa hề dùng ra.
Hai người bọn họ có tu vi nổi tiếng ở trong những cao thủ trẻ tuổi, chính là cường giả trong cường giả, cũng cho là mình chẳng hề thua kém Diệp Húc một chút nào cả. Nhân tộc thật quá kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, ở phủ đô thánh thành ta lại dám làm sằng làm bậy như vậy sao? Thiên Bằng Đại Thánh đang định động thủ, đột nhiên một giọng nói truyền đến, chỉ thấy một gã nam tử mặc hoa phục chậm chậm bước tới, khí thế sau lưng hình thành một thế giới như mưa hoa bay là tả, đẹp không sao tả xiết. Người này như được vây trong nhiều loại hoa, một đường phiêu hương, nhưng ánh mắt của gã lại cực kỳ linh hoạt sắc bén, liếc mọi người một cái, sau đó dừng ở trên người Diệp Húc. Đám cường giả ma tộc trẻ tuổi nhìn thấy người này đều dùng mình. Hầu La Thái Tử, là Hầu La Thái Tử. Diệp huynh, vị này chính là con trai điện chủ Diêm Ma Thần Điện ta, Hầu La Thái Tử, có được huyết thống hoàng tộc. Nhân Đà La khẽ nói, Diệp Húc đánh giá vị Hầu La Thái Tử này, chỉ thấy người này tuổi không lớn, thế nhưng lại sâu không lường được, trong lòng không khỏi kinh hãi. Thực lực tên này, ở trong tất cả những tên ma tộc trẻ tuổi nơi đây, hắn ta là mạnh nhất. Ma tộc không hề có truyền thừa như Ngọc Lâu, Bảo Tháp hay linh tinh gì đấy. Phương pháp tu luyện của bọn họ cũng rất khác nhân loại, chính là dựa vào luân hải. Huyết thống càng cao, luân hải càng lớn, thành tựu cũng càng không tầm thường. Hầu La Thái Tử thân là hoàng tộc trong ma tộc, trên thiên tiên liền cao hơn người một bậc, thực lực cực kỳ hùng mạnh, thậm chí khiến cho Diệp Húc phải kiêng kỵ một phần. Huống chi Hầu La Thái Tử thân là con trai của điện chủ Diêm Ma Thần Điện, địa vị cao cả, trên người không thể không có vu bảo hùng mạnh. Vu bảo có tác dụng rất lớn với vu sĩ, thậm chí có thể khiến cho vu sĩ phát huy ra thực lực vượt sang người thường. Mà trên người Hầu La Thái Tử mơ hồ truyền đến sức mạnh khủng bố phát ra, hiển nhiên là một món vu bảo cực kỳ mạnh mẽ. Hạ gia xâm lấn hàng cổ ma vực chính là vì giết ngươi, phải không? Ánh mắt Hầu La Thái Tử dừng trên người Diệp Húc, ánh mắt của hắn ta như có thực chất, không ngờ khiến cho Diệp Húc cảm thấy cháy bỏng. Đây là do thực lực của hắn ta quá mạnh, mạnh đến ánh mắt cũng có lực sát thương. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, ở trong tất cả cao thủ trẻ tuổi mà hắn gặp được, chỉ sợ có rất ít người mới có thể so sánh với vị Hầu La Thái Tử này. Hiên Viên Vô Khuyết xem như là một, Thạch Tinh Hải cùng Đông Hoàng Mục cũng ở trong số đấy. Hiên Viên Vô Khuyết nắm trong tay binh chủ kỳ là một món nhân hoàng chi bảo, uy lực của nó đủ để bù lại cho tu vi của hắn ta chưa đủ. Thạch Tinh Hải tu luyện Chu Thiên Tinh Đấu Nguyên Thần, có được nguyên thần nhiều không thể tưởng tượng được, thực lực mạnh mẽ. Đương nhiên hắn ta lại là con trai của tinh đế, trên người hẳn là cũng có vu bảo quan trọng để hội thân. Mà Đông Hoàng Mục thì là kỳ tài, có tốc độ tu luyện không hề kém Diệp Húc, mà người này lại tiến vào Thái Dương Thần Cung tu luyện, chỉ sợ thực lực của hắn ta vẫn đang không ngừng tăng lên. Hầu La Thái Tử có thể đặt song song cũng có thể thấy được một phần nào thực lực của hắn. Ánh mắt Hầu La Thái Tử như điện đảo qua người phần đông cao thủ ma tộc, lạnh lùng mà nói: các người nên biết, kẻ đáng chết không chỉ có một mình Diệp Thiếu Báo đã dẫn hạ ra tới hàng của ma vực ta, mà đám nhân loại đại vu yêu tộc đều tay dính máu tươi của ma tộc ta, những kẻ này đều đáng chết cả. Mọi người dùng mình trong lòng, không khí dần dần trở nên ngưng trọng. Khí thế của Hầu La Thái Tử giống như một quốc gia phồn hoa, nhưng sát khí lại nặng hơn xa những tên ma tộc khác. Hắn nhìn về phía đám người Diệp Húc, Thiên Bằng Đại Thánh, ánh mắt lạnh lạnh, cười lạnh mà nói: hôm nay bản vương không chỉ muốn giết Diệp Thiếu Báo, các ngươi dù là một kẻ cũng đừng mơ tưởng mà rời đi. Phù Đồ Thánh Thành sẽ là nơi chôn thây cho nhân loại yêu tộc đại vu các ngươi. Vừa rồi mọi người chẳng qua là đối phó một mình Diệp Húc, không khí cũng chẳng khẩn trương lắm. Dù sao Diệp Húc chỉ có một mình, dù hắn có mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng không thể hai tay địch lại bốn tay được. Mà vị Hầu La Thái Tử này vừa mới xuất hiện liền đem đầu mâu mũi thương chỉ hướng đám vu sĩ nhân loại ở đây, khiến cho chủng tộc đối lập, không khí lập tức trở nên áp lực và nặng nề. Hầu La, người chính là thái tử của Diêm Ma Thần Điện, cũng không phải là thái tử của Nguyên Thủy Yêu Tông ta. Thiên Bằng Đại Thánh cười ha hả, hào khí ngút trời, bước nhanh ra trước, cười lạnh mà nói: đã lâu nghe thấy hoàng tộc trong ma tộc có huyết thống cao quý, thực lực mạnh mẽ, ta thật muốn lĩnh giáo một hai. Thiên Bằng, người muốn chết ta thành toàn cho ngươi. Ánh mắt của Hầu La Thái Tử chớp lên, khi thấy hai người ngút trời, đại chiến hết sức căng thẳng. Oanh một tiếng, một tòa thiên đỉnh đột nhiên xé rách trời cao giáng xuống, uy áp vô cùng nặng nề đánh tới phủ đô Thánh Thành. Luồng uy áp này chính là thiên uy, chấn cho chư thiên rung lên, mà phủ đô Thánh Thành lại ở dưới thiên uy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thiên đỉnh đè sập vậy. Ngay sau đấy, địa đỉnh, dương đỉnh lần lượt xuất hiện,
lơ lửng giữa không trung, giống như ba cái đại lục trôi nổi, cự đỉnh trang nghiêm tượng trưng cho uy nghiêm tuyệt đại của vu hoàng. Nhưng ba món nhân hoàng chi bảo này tuy mạnh, từng luồng uy áp cực mạnh đánh tới phủ đô thánh thành. Tòa thánh thành này từ đầu đến cuối vẫn đứng sừng sững giữa núi tuyết, lù lù không sụp. Hạ gia cuối cùng cũng tới rồi. Thiên bằng đại thánh tản đi khí thế, cười lạnh mà nói: Hầu La, ta tạm tha cho ngươi một mạng vậy. Hầu La thái tử hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý mà lẩm bẩm: Tòa phủ đồ thánh thành này khắp nơi lưu lại huyết dịch hoàng tộc vương tộc ta, không biết bao nhiêu cường giả ma tộc từng ném đầu giải máu tươi ở nơi đây, lại từng có ba vị vô hoàng trấn thủ chống lại sự xâm chiếm của nhân tộc, làm cho phủ đồ thánh thành trở nên thành cấm địa. Hạ gia nghĩ dùng thiên địa dương tam đỉnh là có thể chấn sụp phủ đồ thánh thành, quả là si tâm vọng tưởng mà. Tả gia minh tôn ở chỗ nào? Một lão quái vật hạ gia tam bất diệt cảnh đột nhiên hiện ra bên cạnh dương đỉnh, từ trên cao nhìn xuống phủ đồ thánh thành, trầm giọng mà nói. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên, thấy ba khẩu đại đỉnh này tản ra uy năng khôn cùng khôn tận, sức mạnh mênh mông truyền đến ngàn dặm, khiến tim hắn đập thình thịch. Nếu có thể lấy được ba cái đỉnh này dung nhập vào trong đỉnh của ta, kiều đỉnh của ta thấp nhất cũng có thể tăng lên làm bất diệt chi bảo. Hạ gia tam lão, các ngươi muốn chết thì cần gì phải nóng vội như vậy? Bỗng một giọng nói từ trong phù đồ thánh thành truyền đến, bình thản đến cực điểm. Diệp Húc theo tính nhìn lại, chỉ thấy bên trong phù đồ thánh thành một ảo ảnh cực lớn bay lên. Ảo ảnh này chính là thiên địa pháp tướng của đại vua tam bất diệt cảnh ma tộc, to lớn vô cùng. Lập tức ảo ảnh biến mất, một bóng người phóng lên cao, nghênh hướng ba tòa đại đỉnh ở trên không trung. Người này tóc dài, mặc áo choàng, không hề giống với Già Lam Minh Tôn cũng như vị Đại Minh Tôn Vương mà Diệp Húc luyện thành thân ngoại hóa thân kia. Ông ta phong thần tuấn lãng, dáng người cũng không cao như Già Lam Minh Tôn, so với người đàn ông trung niên bình thường cũng không hề khác biệt. Người đó chính là Tả Gia Minh Tôn, Đại Minh Tôn Vương của Diêm Ma Thần Điện. Ông ta cũng không có huyết thống hoàng tộc mà là vương tộc họ Nhân, cùng họ với đám người Nhân Đà La, Nhân La Toa. Khí thế của ông ta cũng không mạnh mãnh liệt cho lắm, không làm cho người ta có cảm giác bá đạo như cường giả tam bất diệt cảnh, mà công chính, dịu êm, làm cho người ta thoải mái. Từ trên người ma tộc truyền đến các loại cảm giác này, Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên gặp được. Tả Gia Minh Tôn, Diêm Ma Thần Điện chỉ có một mình ngươi tới đây chịu chết thôi sao? Một gã cường giả tam bất diệt cảnh hạ gia đi ra khỏi thiên đỉnh, trầm giọng nói: Hạ Trung Đường, một mình bản tôn chẳng lẽ còn không đủ để đối phó với các ngươi hay sao? Tả Gia Minh Tôn khẽ mỉm cười nói. Diệp Húc thầm kích động trong lòng, thầm nghĩ: Chỉ cần Tả Gia Minh Tôn và hạ gia tam lão động thủ, ta sẽ nhân cơ hội tế khởi lão Đại Minh Tôn Vương kia, cướp lấy đại đỉnh hạ gia. Lão già hạ gia kia im lặng một lát, trầm giọng nói: Tả Gia Minh Tôn, hạ gia ta vốn không định mạo phạm quý điển, chỉ cần ngươi giao Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo ra, hạ gia ta sẽ đăng môn nhận lỗi, không nhất định phải đánh nhau, đánh đánh giết giết, phân ra kết cục ngươi chết ta sống làm gì. Tả Gia Minh Tôn nghe vậy lộ ra động tâm, quay đầu nhìn hướng Diệp Húc. Thực lực của ông ta hùng mạnh, sớm đã nhìn thấy Diệp Húc và đám người kia xung đột, cũng sớm đã biết rõ Diệp Húc. Huống hồ ông ta cũng không nắm chắc một trận đấu với hạ gia tam lão. Sở dĩ khiêu chiến hạ gia tam lão chẳng qua là thấy hạ gia tam lão điều khiển thiên địa dương tam đỉnh đánh giết linh tinh trong ma vực, tức quá mới ra tay. Nếu như một đấu một, ông ta đương nhiên không sợ, nhưng hạ gia một hơi xuất ra ba lão quái vật tam bất diệt cảnh cùng ba món nhân hoàng chi bảo, khiến ông ta không hề có phần thắng. Diệp Húc thầm nhủ không ổn, quả nhiên chỉ thấy lão giả hạ gia kia nương theo ánh mắt Tả Gia Minh Tôn nhìn hướng bên cạnh mình. Không xong rồi. Lão giả hạ gia kia lập tức phát hiện ra Diệp Húc, lập tức bước một bước đi đến bên người Diệp Húc, ngửa mặt cười to, lạnh lùng mà nói: Tiểu tử, người cuối cùng cũng lộ mặt rồi, chết đi cho ta. Diệp Húc vốn định đục nước béo cò, nhưng Tả Gia Minh Tôn vừa xuất hiện liền đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió, khiến hắn không nhịn được mắng một tiếng cáo già. Tả Gia Minh Tôn hiển nhiên không hề trung hậu như vẻ bề ngoài, có thể bồi dưỡng ra đệ tử xuất sắc lại phúc hậu như Nhân Đà La, cũng không nhất định sư phụ phải phúc hậu. Thân là Đại Minh Tôn Vương của hàng cổ ma vực, có thể bàn đến phúc hậu như Già La Minh Tôn thì cũng không có ai. Hạ Trung Đường chính là cường giả tam bất diệt cảnh, khí thế như uyên ép tới Diệp Húc. Cường giả tam bất diệt cảnh gần với những người đứng đầu các đại thánh địa, nhân vật như vậy tư chất trở sinh cực cao, không hề kém những kẻ như Thiên Bằng, Trang Cổ Đạo, mà sau tu vi thì lại hơn hẳn bao nhiêu tuấn kiệt trẻ tuổi. Nguyên thần bọn họ bất diệt, pháp tướng bất diệt, thân thể vĩnh tồn. Khoảng cách giữa Diệp Húc và Hạ Tường Đường còn lớn hơn, khủng bố hơn cả giữa Diệp Húc và Đạo Nguyên Giác. Quả thật có thể hình dung
như trời cao và vực thẳm vậy. Trong nháy mắt khi khí thế của hắn áp chế, Diệp Húc thậm chí cảm thấy nguyên thần của mình đọng lại, khí thế đóng băng, thậm chí tư duy trong đầu dường như đều đình chỉ. Đại vô tam bất diệt cảnh dũng mãnh, có thể thấy được một hai, vốn không phải hắn có thể địch lại, chỉ dựa vào khí thế thôi đã khiến cho hắn không thể chống trả. Cái loại áp bách này mạnh đến nỗi khiến hắn không thể tế vu bảo lên chống đỡ hạ trung đường. Điều này có nghĩa là dù Diệp Húc có được nhân hoàng chi bảo hay cấm bảo, khi đối mặt với cường giả tam bất diệt cảnh đều không thể phản kháng được chút nào, thậm chí vốn không thể tế khởi. Hạ trung đường chỉ dựa vào khí thế liền định Diệp Húc lại giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Húc, lại thấy Diệp Húc vẫn mỉm cười, dường như không thèm để ý đến sự áp chế của mình. Điều này khiến cho lão quái vật tam bất diệt cảnh nổi giận, cười lạnh mà nói: "Tiểu tử, ngươi liên tục đắc tội hạ gia ta, có từng nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay? Hôm nay trông ngươi nhìn thấy tất cả bảo vật của mình đều rơi vào trong tay hạ gia ta, sau đó xét xử tử ngươi. Cửu Đỉnh, đi ra." Hắn giơ một tay bắt lấy, chỉ nghe chiến tiếng rầm rầm vang lên, Cửu Đỉnh trong cơ thể Diệp Húc lập tức mất đi khống chế, bị một luồng lực lượng lớn lôi ra khỏi cơ thể, ầm ầm bay tới hạ trung đường. Thực lực và tu vi của hắn ta thật sự bí hiểm, căn bản không cần động thủ với Diệp Húc, chỉ cần giơ tay một cái liền cướp hết Cửu Đỉnh mà Diệp Húc cực khổ mới luyện chế mà thành. Hạ trung đường lướt qua Cửu Đỉnh của Diệp Húc một vòng, không khỏi kinh hãi. Chín cái đại đỉnh kia tuy chỉ là tam tướng chi bảo, nhưng chất lượng còn cao hơn hẳn tam tướng chi bảo, bất diệt chi bảo. Hơn nữa thủ pháp luyện chế của Diệp Húc khác hẳn hạ gia. Hắn pha trộn trí thức lĩnh ngộ vào trong, chất chứa kiến giải vu đạo, dù là hạ trung đường cũng không nhận được mà biến đổi sắc mặt. Hình thức ban đầu của cấm bảo. Tả gia Minh Tôn nhìn thấy chín cái đại đỉnh này, sắc mặt cái biến, thất thanh hô nhỏ: "Chín cái đại đỉnh này không ngờ bị ngươi luyện thành hình thức ban đầu của cấm bảo, thật đúng là trời giúp ta. Lấy được chín cái đại đỉnh này, hạ gia ta nói không chừng có thể dùng Cửu Đỉnh của ngươi mà làm phôi, rèn luyện ra Cửu Đỉnh mới." Hạ trung đường vừa mừng vừa sợ, không nhịn nổi cất tiếng cười to, lập tức giơ tay ra, chỉ thấy vù một tiếng, Diệt La Thiên Địa Tháp thoát ra khỏi cơ thể Diệp Húc, bay vào trong tay của hắn. Thực lực của lão quái vật tam bất diệt cảnh quả thật có thể gọi là biến thái, khiến cho phần đông cường giả trẻ tuổi nơi đây sắc mặt kịch biến. Vừa rồi Diệp Húc một trưởng đè Đặng Nguyên Giáp, ép cho Đặng Nguyên Giáp không thể không quỳ trước mặt của hắn, thậm chí cướp hết vu bảo của Đặng Nguyên Giáp mà cắn nuốt, uy phong biết mấy, bá đạo biết mấy. Không ngờ Diệp Húc mạnh như vậy, gặp được cường giả tam bất diệt cảnh lại không chịu nổi một kích, bị hạ trung đường liên tục cướp đoạt hai món vu bảo, thậm chí còn không thể phản kháng lại. Diệp thiếu bảo quá là kiêu ngạo, lại dám quang minh chính đại xuất hiện ở phù đồ thánh thành, lần này chắc chắn khó mà chạy được. Thiên Bằng Đại Thánh lộ ra vẻ tức hận, tuy y với Diệp Húc là đại địch không chết không thôi, nhưng thấy Diệp Húc rơi vào tình cảnh đấy không nhịn được mà cũng tức than. Cường giả tam bất diệt cảnh thật là quá mạnh, chỉ sợ ta tu luyện đến tam tướng cảnh pháp tướng kỳ cũng không thể chống lại được đại vô tam bất diệt cảnh được. Trang Đạo Cổ cũng lộ ra khiếp sợ, ánh mắt chợt lóe thầm nghĩ: Diệp thiếu bảo vừa rồi bá đạo biết bao, khiến Đặng Nguyên Giác nhận nhục nhã vô cùng. Hiện giờ hắn bị hạ gia cướp lấy các loại vu bảo mà hắn cực khổ mới luyện chế ra được, không thể nghi ngờ là một loại thiên đại sỉ nhục. Cho dù hắn ta có thể trốn thoát khỏi tay hạ trung đường, e là cuộc đời này cũng không ngóc đầu lên nổi. Hầu La Thái Tử liếc Diệp Húc một cái, không nhận được lắc đầu: "Hầy, người này bị phế rồi." Mà Hầu Nhân Vực thấy Diệp Húc bị hạ trung đường làm nhục như vậy, khóe miệng lộ ra mỉm cười, thân hình đột nhiên ẩn vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Về phần Đặng Nguyên Giác thì đã sớm không còn mặt mũi nào, tiếp tục đứng ở nơi đây, đã lén bỏ đi không biết lúc nào. Diệt La Thiên Địa Tháp lại khiến cho hạ trung đường khiếp sợ một phen. Chất lượng tòa bảo tháp này còn hơn cả Cửu Đỉnh, tuy rằng vẫn chưa hoàn thành, nhưng hắn có thể nhìn ra được, nếu bảo vật này luyện thành thì uy năng của nó còn vượt xa cả cấm bảo. Không ngờ trên người tiểu tử này lại nhiều thứ tốt đến như vậy. Hạ trung đường không nhận được kinh hô trong lòng, hắn ta tinh mắt lướt qua liền nhìn ra giá trị của Diệt La Thiên Địa Tháp còn hơn chính cái đại đỉnh kia. Bản lĩnh rèn vu bảo này đã vượt xa kiến thức bình thường mà hắn đã biết. Sư tôn, Đồ Nhi và Diệp Thứ Bảo tỉnh bạn cố chi, mong sư tôn ra tay cứu Diệp huynh một mạng. Nhân Đà La đứng sau Tả Gia Minh Tôn không đành lòng nhìn Diệp Húc chịu nhục, trầm giọng mà nói. Tả Gia Minh Tôn hừ một tiếng, thản nhiên nói: Nhân Đà La, con an tâm chớ nóng vội, vì sư sớm có suy tính trong lòng. Trong mắt ông ta tinh quang chợt lóe, lúc này ông ta nhìn thấy Diệt La Thiên Địa Tháp, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, trong lòng thậm chí không kìm được tham niệm,
hận không thể lập tức ra tay đánh chết Hạ Trung Đường, cướp tòa bảo tháp này đi. Ông ta chỉ hướng Kasa, sao có thể ra tay cứu Diệp Phúc cho được. Hạ Trung Đường, ngươi cướp đoạt đồ khỏi người ta, ta nhất định sẽ trả lại toàn bộ cho ngươi, thậm chí còn hung tàn hơn bây giờ gấp trăm lần kìa. Diệp Phúc dù bị cướp đi liên tục hai món vũ bảo nhưng vẫn bình tĩnh như trước, không mặn không nhạt mà nói: ta chẳng những cướp hết vũ bảo trên người của ngươi, còn muốn luyện thiên địa pháp tướng của ngươi thành nguyên thần thứ hai cho ta. Con vịt chết tiệt mạnh miệng, để ta xem trên người ngươi còn bảo vật gì. Thanh âm của Hạ Trung Đường hơi run, cứng ép cảm xúc kích động, lại giơ tay chụp tới Diệp Húc. Ầm một tiếng, một tòa thất tinh ngọc lâu 7 tầng phóng lên cao, lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Húc. Trong ngọc lâu, một cánh cửa thật lớn hiện ra. Cánh cửa này giống như chư thiên chi cửa, đứng vững vững trước người Diệp Húc. Cánh cửa đóng chặt thật là thần bí. Nam Thiên Môn là kho báu Tây Hoàng, bảo tàng cả đời của Tây Hoàng thượng cổ, tất cả đều cất chứa trong cánh cửa này. Vô số người thất thanh kinh hô, ánh mắt dừng trên cánh cửa này không chịu rời đi. Tham niệm trong lòng Tả Gia Minh Tôn càng lúc càng thịnh, đôi tay hơi run rẩy. Nếu cửu đỉnh và Di La Thiên Địa Tháp do Diệp Húc luyện chế còn chưa đủ hấp dẫn thì lúc này đây Nam Thiên Môn vừa xuất hiện liền khiến cho ông ta không nhịn nổi, sát khí nổi lên trong lòng. Hạ Trung Đường nhìn thấy Nam Thiên Môn xuất hiện, kích động khó thể kiềm chế. Đây là kho báu lớn nhất trên người Diệp Húc, của cải chất chứa trong Nam Thiên Môn đủ cho bất luận kẻ nào phất nhanh trong một đêm. Thứ khiến cho hắn coi trọng nhất chính là kho báu Tây Hoàng này. Nếu kho báu này rơi vào tay hắn, tu vi và thực lực của hắn tất nhiên sẽ lại nâng cao, thậm chí có thể vấn đỉnh nhân hoàng kỳ, trở thành nhân vật sánh ngang với gia chủ Hạ gia. Hơn nữa, Nam Thiên Môn không chỉ là kho báu Tây Hoàng, đồng thời cũng là một món bất diệt chi bảo hiếm có, uy lực mạnh tới mức được xưng là có thể phong ấn chư thiên. Món vũ bảo này ở trong tay của Diệp Phúc không thể phát huy thực lực, nhưng rơi vào tay của hắn thì có thể kích phát được uy lực cánh cửa này ra, đủ để cho hắn hoành hành một thời. Nam Thiên Môn, về ta! Hai tay của hắn run run, khuôn mặt kích động đến méo mó, thò tay run rẩy ra chụp tới cánh cửa to lớn kia. Thần quang trong mắt Tả Gia Minh Tôn nổi lên, sát khí trong lòng ông ta xuất hiện theo tòa Nam Thiên Môn này, cuối cùng không nhịn được nữa, định ra tay với Hạ Trung Đường. Không ngờ tiểu tử này lại có nhiều bảo vật khủng bố như vậy, sớm biết thế bản tôn đã giết hắn đi, độc chiếm chỗ của cải đó rồi. Ông ta đang định ra tay, chợt nghe một giọng nói già nua từ trên cao truyền xuống, cất cao giọng nói: Trung Đường, đừng quên mục đích chân chính của chúng ta, trên người Diệp Thiếu Báo còn có Nghệ Hoàng Kim Tiễn. Không sai, Nam Thiên Môn dù tốt nhưng giá trị của Nghệ Hoàng Kim Tiễn còn hơn cả Nam Thiên Môn. Lại có một lão quái vật tam bất diệt cảnh phi thân ra từ địa đỉnh, liên thủ với một gã quái vật tam bất diệt cảnh khác, tản ra khí thế ngập trời, mơ hồ đã kẹp Tả Gia Minh Tôn ở trung ương. Hung quang chợt lóe trong đôi mắt của Tả Gia Minh Tôn, mặt mỉm cười mà bụng thầm nghĩ: Nghệ Hoàng Kim Tiễn ư? Hay trên người tiểu tử này còn có thứ càng kinh người hơn so với kho báu Tây Hoàng kia sao? Cũng được, ta lại muốn xem đến tuột cùng là bảo vật gì mà đáng giá Hạ gia tam lão cùng xuất hiện như vậy. Sát khí trong tâm ông ta đại động, nếu xuất hiện bảo vật còn hơn cả Nam Thiên Môn, dù có phải chống lại Hạ gia tam lão, ông ta cũng sẽ ra tay. Hạ Trung Đường hít một hơi thật dài, lại thò tay ra chụp tới ngọc lâu của Diệp Húc. Lúc này đây, hắn ta muốn một lần liền mang hết tất cả bảo tàng ra khỏi ngọc lâu của Diệp Húc. Vù! Một cây cột buồm cực lớn ầm ầm bay ra khỏi ngọc lâu, sau đó là thiên tội bia, đôi thiên thập nhị đồng nhân, từng món vũ bảo bay ra khỏi ngọc lâu và thân thể Diệp Húc. Những vũ bảo đó có uy năng kinh thiên động địa, tuy không vượt quá tam tương chi bảo nhưng chất lượng cao, không hề thua kém bất diệt chi bảo. Cuối cùng, Hạ Trung Đường vết sạch ngọc lâu của Diệp Húc, một cây kim tiễn xuất hiện từ trong ngọc lâu. Nó vừa xuất hiện, lập tức bung ra từng luồng uy áp, uy năng cấm bảo, làm cho người ta tim đập chân run. Nghệ Hoàng Kim Tiễn! Hạ gia tam lão đều kích động vô cùng, trong đó hai lão giả liếc nhau, lập tức tế địa dương đỉnh, tản ra những luồng hơi thở kinh khủng đánh đến Tả Gia Minh Tôn. Hai lão giả này tâm tư kín đáo, e sợ Tả Gia Minh Tôn cướp đoạt Nghệ Hoàng Kim Tiễn, bởi vậy đồng thời ra tay với ông ta, lấy hai món nhân hoàng chi bảo địa dương nhị đỉnh định chấn chết vị đại minh tôn vương này. Nghệ Hoàng Kim Tiễn không chỉ là một món cấm bảo không hoàn chỉnh, bên trong lại phong ấn ý chí bất tử của Đại Hạ Hoàng Triều, phách hạ lão tổ của Hạ gia, hay còn gọi là Bá Hạ, có sinh mệnh kỳ lạ có thể so với Vu Hoàng, bởi vậy không thể làm mất Kim Tiễn được. Trung Đường, hai người bọn ta giết Tả Gia Minh Tôn, người nhanh thu Kim Tiễn lại. Một lão giả trong đó hô to: Cấm bảo không hoàn chỉnh,
đây mới là thứ đáng để bản tôn ra tay. Chỉ cần có thứ này, Hạ gia Tam lão, bản tôn bóp chết các ngươi cũng như bóp chết ba con gà. Thập giới u minh. Tả gia Minh Tôn ánh mắt sáng lên, đột nhiên cười ha hả, thân thể bành trướng lên như được thổi phồng, hóa thành một người khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất. Ầm một tiếng vang lên, khí thế ông ta phá tan hư không, ở sau lưng hình thành một thế giới dị độ 10 tầng, lồng lộng nguy nga, khủng bố đến dị thường. Đây là hiện tượng do cấm pháp mà ông ta tu luyện hiện ra, thập giới u minh pháp điển. Hạ gia Tam lão, các ngươi thật sự nghĩ bản tôn sợ các ngươi sao? Hôm nay cho các ngươi biết thực lực của bản đại tôn ta. Tả gia Minh Tôn cất tiếng cười to, khí thế hoàn toàn phóng ra, đã không còn hình tượng người đàn ông trung niên tao nhã lúc trước, giờ đây mạnh mẽ vô cùng, còn khủng bố hơn Hạ Trung Đường mấy lần. Ông ta đồng thời đánh tới địa dương nhị đỉnh. Oanh một tiếng, một quyền này đánh ra, lòng bàn tay hiện lên 10 tầng u minh địa ngục, ma khí gào thét bao phủ cả địa dương nhị đỉnh. Phía sau Hạ gia nhị lão đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả Hạ gia, bọn họ liên thủ với nhị lão, đồng thời thúc giục địa dương nhị đỉnh. Chỉ thấy hai tòa đại đỉnh chấn động, phá nát từng tầng u minh địa ngục. Cường giả tam bất chật cảnh ra tay, long trời lở đất, hư không phạm vi trăm dặm đều bị xóa đi, hóa thành một mảng hư vô hỗn độn. Đám người Thiên Bằng đại thánh, Hầu La thái tử vội vàng né tránh, miễn cho bị những luồng dao động hủy diệt kia xâm nhập. Dù bọn họ mạnh đến đâu, tiến vào chiến trường của cường giả tam bất chật cảnh cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Mọi người từ xa nhìn tới, chỉ thấy trên phù đồ thánh thành, từng tòa u minh địa ngục hiện lên, xâm la xâm nghiêm, khủng bố vô cùng. Mà địa dương nhị đỉnh của Hạ gia thì đang va đụng khắp nơi trong u minh địa ngục, đánh nát từng tầng một. Tình hình này gần như với cảnh thiên địa đại phá diệt, thậm chí cường giả tam bất diệt cảnh cũng không thể đặt chân vào trong đó, nếu không sẽ dễ dàng bị đánh nát. Diệp thiếu bảo, lần này hoàn toàn xong rồi. Thiên Bằng đại thánh buồn bã thở dài, vỗ cánh bay đi. Tiếc là nhiều phú báo mạnh như vậy lại không có phần của ta. Trang đạo cổ lắc đầu, xoay người rời đi. Tiểu tử, hiện giờ ngươi có thể chết được rồi. Hạ Trung Đường thu Nghệ Hoàng Kim Tiễn cùng những bảo vật khác của Diệp Húc lại, nhai răng cười gằn, bàn tay đánh tới đỉnh đầu của Diệp Húc. Hiện giờ tất cả bảo vật trên người Diệp Húc đều bị hắn cướp lấy, Diệp Húc đã không còn giá trị để giữ lại nữa. Một trường này chụp xuống, so với khi Diệp Húc đối phó với Đạo Nguyên Giác còn khủng bố hơn ngàn vạn lần. Một trường đánh xuống, phong ấn hư không tạo thành một hình cái đại đỉnh thật lớn bao Diệp Húc ở trong đấy. Chỉ thấy không gian bên trong đại đỉnh bắt đầu sụp đổ từng mảng một, hóa thành hư vô hỗn độn. Một trường này của Hạ Trung Đường không thể nghi ngờ là hủy diệt hoàn toàn Diệp Húc, ngay cả cặn bã cũng không còn. Hạ Trung Đường, trong ngọc lâu của ta còn một bảo vật nữa. Diệp Húc đột nhiên thần bí cười một tiếng, cất cao giọng mà nói. Ánh mắt Hạ Trung Đường sáng lên, không khỏi vội xử tử, không vội xử tử Diệp Húc, bàn tay thỏ ra lại chụp tới ngọc lâu của hắn, cười nói: "Ta nói rồi, phải lấy hết tất cả bảo vật trên người của ngươi rồi mới giết chết ngươi được, quyết không nuốt lời." Răng rắc một tiếng, một vị ma thần cực lớn bị hắn nắm ra khỏi ngọc lâu của Diệp Húc. Vị đại minh tôn vương này thân hình khôi ngô hùng tráng vô cùng, bốn đầu tám cánh tay, toàn thân kẽ rung lên liền chấn cho bàn tay của Hạ Trung Đường tan ra từng miếng. "Hạ Trung Đường, vừa rồi ta có nói là phải trả lại ngươi gấp trăm lần, cũng quyết không nuốt lời." Diệp Húc cười ha hả, vươn người nhảy lên, đứng ở trên đỉnh đầu của vị đại minh tôn vương này. Khi thấy hai người liên kết, ma diễm ngập trời. Đại minh tôn vương đánh ra một quyền nện mạnh lên người Hạ Trung Đường, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên. Hạ Trung Đường, vị cường giả tam bất diệt cảnh này, bị một quyền của hắn đánh nát, thân thể chia năm xẻ bảy. Hạ Trung Đường bị một quyền của Diệp Húc đánh nát thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều bị đánh cho hộc máu, bị thương khá nặng. Tuy thân thể của hắn đã vỡ nát, nhưng nguyên thần và thiên địa pháp tướng vẫn chưa chết, mà đau khổ giống lên không ngừng. Diệp Húc nhập chủ vào thân thể vị đại minh tôn vương này, chỉ thấy pháp lực của mình bành trướng vô hạn, đến tình trạng khó có thể tưởng tượng được. Sức mạnh. Diệp Húc từ từ mở tám con mắt ra, thần quang bắn ra khắp nơi, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng đều nhìn rõ, dáng vẻ bệ nghệ ngập trời. Hắn còn cảm thấy nếu mình dẫm chân một cái thì mặt đất sẽ sụp xuống, vung tay lên trời cao cũng sẽ sụp đổ. Đây là thân thể nhân hoàng, là pháp lực tam bất diệt cảnh. Ông. Sau đầu vị đại minh tôn vương này hiện ra thần điện ma hỏa, bên trong xuất hiện hàng tỷ thiên ma thần quốc đồ sộ hoành tráng, thậm chí còn hơn hẳn thập phương u minh của Tả gia Minh Tôn. Liệt hỏa Minh Tôn của Diêm Ma Thần Điện, tiểu tử, ngươi sao lại ở cùng Liệt hỏa Minh Tôn vậy? Thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường đứng sừng sững giữa không trung, điên cuồng hét lên một tiếng, lòng lại cực kỳ hối hận. Liệt hỏa Minh Tôn chính là đại minh tôn vương xếp thứ nhất của Diêm Ma Thần Điện, sống đã lâu,
hung danh hiển hách ở trong Úc Đan vô lượng địa này, tu vi sâu gần như không kém những kẻ đứng đầu của các đại thánh địa. Nghe nói mấy trăm năm trước, vị đại ma vương này khiêu chiến với điện chủ Diêm Ma Thần Điện, sau khi bị đánh bại liền mai danh ẩn tính, đã hơn 400 năm chưa từng hiện thân. Hắn ta tuyệt không ngờ được rằng lúc này đây vị đại minh tôn vương hung danh lan xa này lại xuất hiện ở nơi đây. Nếu hắn có thể ngờ được điểm này, dù không địch lại cũng sẽ thúc giục hạ gia thiên đỉnh tự bảo vệ mình, tuyệt sẽ không bị một quyền của liệt hỏa minh tôn đánh nát thân thể. Ta đã tu thành thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt, liệt hỏa minh tôn, dù ngươi có là nhân hoàng cũng không giết được ta đâu. Thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy thân thể của hắn đang nhanh chóng tổ chức lại, ngũ tạng lục phủ, xương cốt huyết quản, da thịt cơ bắp đang nhanh chóng được mọc ra. Tam bất diệt cảnh chia làm ba cảnh giới lớn: thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt và thiên địa pháp tướng bất diệt. Hạ Trung Đường đã tu luyện đến cảnh giới nguyên thần và thân thể bất diệt, chỉ còn một bước nữa là tu thành thiên địa pháp tướng bất diệt, liền sẽ đạt tới tam bất diệt cảnh đỉnh phong. Tu luyện đến một bước kia chính là thân thể bất tử bất diệt, chỉ cần không hồn bay phách lạc hoặc là tiêu hết thọ nguyên thì khả năng bị người giết là cực kỳ nhỏ bé. Thân thể hắn tuy bị Diệp Húc đánh nát, nhưng nguyên thần và thiên địa pháp tướng vẫn còn, thân thể có thể hồi phục như cũ, chỉ là tổn thất đi một phần nguyên khí mà thôi. Cùng lúc đó, thiên địa pháp tướng của hắn ra sức thúc giục hạ gia thiên đỉnh ầm ầm đánh tới liệt hỏa minh tôn. Uy năng tòa thiên đỉnh này còn hơn cả địa đỉnh và dương đỉnh, uy lực vô cùng. Một kích đánh tới, dù là Già La Minh Tôn, một vị đại minh tôn vương tam bất diệt cảnh, cũng có thể bị đâm nát. Lúc trước ở trong Nghệ Hoàng hành cung, Già La Minh Tôn cũng không dám chống chọi lại hạ gia thiên đỉnh, không thể không dùng Nghệ Hoàng kim tiễn đánh lại tòa thiên đỉnh kia. Diệp Húc nhìn thiên đỉnh đánh tới cũng chẳng hề quan tâm, cười lạnh mà nói: Hạ Trung Đường, ta nói là phải trả lại ngươi gấp trăm lần cũng quyết không nuốt lời đâu. Oanh! Hắn thao túng thân thể liệt hỏa minh tôn đánh ra một quyền nữa, xuyên thủng hư không. Thân thể chưa kịp hồi phục như cũ của Hạ Trung Đường kia lại vỡ nát ra, nguyên thần và thiên địa pháp tướng lại bị thương nặng, không thể không tế lên thiên đỉnh lên đánh Diệp Húc lần nữa. Lúc trước Hạ Trung Đường chỉ cần dựa vào khí thế liền chấn áp được nguyên thần và thân thể Diệp Húc, khiến hắn không thể dùng vu bảo, mà lúc này đây hắn ta cũng phải nhận lấy ác quả như thế. Oanh oanh oanh! Đám vu bảo kiều đỉnh, Di La Thiên Địa Tháp, Nam Thiên Môn, Nghệ Hoàng Kim Tiễn mà nãy Hạ Trung Đường cướp lấy từ người Diệp Húc, lúc này đây đều bay ra tự động rơi vào trong cơ thể và ngọc lâu của Diệp Húc. Đồ của ta chính là của ta, bất cứ ai cũng không thể cướp đi được. Diệp Húc cười ha ha, thao túng liệt hỏa minh tôn dùng tám cánh tay trắng kiện nhấc Nam Thiên Môn lên đánh xuống. Hạ Trung Đường định khôi phục lại thân thể, chỉ thấy cánh cửa kia áp chế tới lại đánh nát thân thể của hắn ta. Hạ Trung Đường, đồ của ngươi cũng thuộc về ta. Pang pang! Bên trong mi tâm thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường, hai món bất diệt chi bảo bị Nam Thiên Môn đập cho phải bay ra. Một trong số đó là chín cái đại đỉnh, mà một thứ khác chính là kiếm hoa kim luân, một tòa luân bàn cực lớn bên trong do vô số bảo kiếm tạo thành, uy lực mỗi một thanh kiếm không hề thua kém tam tương chi bảo. Kiếm hoa kim luân này chính là tâm huyết cả đời của Hạ Trung Đường, là bảo vật mà hắn ta thu thập kim tinh khí cực khổ luyện thành, bày ra kiếm hoa đại trận diệt hết tất cả. Luận công kích thì món vu bảo này còn hơn cả kiểu đỉnh mà hắn ta luyện chế, nhưng kiếm hoa kim luân kia hắn ta ngay cả cơ hội tế lên đều không có, đã bị Diệp Húc liên tục đánh nát thân thể 3 lần, đánh cho hai món bất diệt chi bảo giấu trong thiên địa pháp tướng bay ra ngoài. Nam Thiên Môn mở. Diệp Húc thúc giục tu vi tam bất diệt cảnh của liệt hỏa minh tôn mở ra Nam Thiên Môn, một lực hút cắn nuốt chư thiên truyền đến, cưỡng ép chín cái đại đỉnh cùng kiếm hoa kim luân mà Hạ Trung Đường đau khổ luyện chế ra thu hết vào bên trong. Cánh cửa khép lại phong ấn hai món vu bảo kia bên trong, mặc cho Hạ Trung Đường thúc giục như thế nào cũng không thể cảm ứng được hai món bất diệt chi bảo này. Uy lực của Nam Thiên Môn lúc trước do Diệp Húc tu vi giới hạn nên không thể phát huy ra, nhưng lúc này hắn chiếm cứ thân thể liệt hỏa minh tôn có được tu vi tam bất diệt cảnh, thúc giục uy năng Nam Thiên Môn dễ dàng. Tác dụng lớn nhất của cánh cửa này không phải là dùng để đập người, mà là để phong ấn cắn nuốt. Dù cho vu bảo của đối phương mạnh bao nhiêu, chỉ cần phong ấn lại bên trong cửa thì đều không thể thu hồi, thậm chí còn không thể cảm ứng được. Đương nhiên vì phẩm bậc hạn chế nên Nam Thiên Môn không thể phong ấn được những thứ như cấm bảo. Nếu không, chỉ dựa vào cánh cửa này Diệp Húc đã đủ để vô địch thiên hạ. Diệp Húc cất tiếng cười to, tế Nam Thiên Môn lên, lại đánh nát Hạ Trung Đường một lần nữa, giày vò một phen. Sở dĩ hắn chịu đựng thật lâu không động, không tế thân thể liệt hỏa minh tôn lên để đối kháng với Hạ Trung Đường, chính là vì giờ phút này. Lúc này hai lão giả hạ gia khác bị tả gia minh tôn cuốn lấy, chỉ còn lại một mình Hạ Trung Đường.
thấy thân thể nhân hoàng của Đại Minh Tôn Vương, pháp lực tam bất diệt cảnh đánh bất ngờ xuống, Hạ Trung Đường không thể ngăn cản, chỉ có thể để cho hắn liên tục mà đánh nát. Liệt Hỏa Minh Tôn, sao ngươi còn chưa chết vậy? Tả Gia Minh Tôn đang đánh với nhị lão Hạ Gia cực kỳ khẩn cấp, ông ta bỗng nhìn đến vị Đại Minh Tôn Vương này, không khỏi chấn động, thất thanh hô lên. Dù là Hạ Gia tam lão cũng không biết nhiều về Liệt Hỏa Minh Tôn, cũng chỉ nghe những lời đồn đại, nhưng Tả Gia Minh Tôn thân là Đại Minh Tôn Vương của Diêm Ma Thần Điện, hiểu biết cực kỳ rõ về vị lão tiền bối này. Liệt Hỏa Minh Tôn chính là hoàng tộc trong ma tộc, đế thích nhất mạch, thành danh cực sớm, uy danh còn trên cả ông ta, có thể nói là nhân vật có quyền cao chức trọng gần với điện chủ. Nhưng người này sớm đã hết thọ nguyên, 400 năm trước khiêu chiến điện chủ, sau khi bị đánh bại liền mai danh ẩn tích. Hầu hết mọi người đều đoán người này sớm đã chết. Theo lý mà nói, vị Đại Minh Tôn Vương này tuyệt đối không thể sống cho đến bây giờ. Tả Gia Minh Tôn lúc này không ngờ nhìn thấy Liệt Hỏa Minh Tôn còn sống, liên tục chà đạp lão quái vật tam bất diệt cảnh Hạ Trung Đường. Hạ Gia nhị lão cũng thấy tình cảnh Hạ Trung Đường không ổn, không đánh Tả Gia Minh Tôn nữa, mà là thúc giục Địa Đỉnh, Dương Đỉnh đè sụp trời cao, đánh tới Liệt Hỏa Minh Tôn. Địa Đỉnh và Dương Đỉnh mang theo áp lực khủng bố, nghiền nát tất cả đánh tới. Diệp Húc khừ lại một tiếng, hoàn toàn thúc giục Bát Đại Luân Hải của Liệt Hỏa Minh Tôn. Thần điện ma hỏa sau đầu càng lúc càng lớn, chỉ nghe một tiếng rồng ngâm vang lên, một con hắc ma long dài đến mấy trăm dặm bay ra khỏi Thiên Ma Thần Quốc, quay bên trên Nam Thiên Môn chống lại Địa Đỉnh và Dương Đỉnh. Con ma long này khổng lồ vô cùng, ma khí gần ngưng tụ thành thực chất, chính là một chiêu mạnh nhất mà Diệp Húc hiện nay có thể thúc giục được. Hạ Trung Đường, ta đã nói rồi, phải luyện nguyên thần và thiên địa pháp tướng của ngươi thành nguyên thần thứ hai, cũng quyết không nuốt lời, chấn áp. Cùng lúc đấy, tám cánh tay của Diệp Húc đột nhiên bắt lấy thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường. Tám bàn tay này nâng lên những vầng trăng sáng, chính là đồng thời thi triển U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn, phong ấn thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường lại. U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn vốn giỏi về phong ấn, một tay che trời. Lúc này Diệp Húc lấy pháp tướng pháp lực tan bất diệt cảnh thúc giục chiêu Chư Thiên Công Đức Ấn này, liên tục tám đạo phong ấn chụp xuống, lập tức vây chặt Hạ Trung Đường lại, phong ấn trong lòng bàn tay. Oanh oanh, Địa Đỉnh, Dương Đỉnh, Hạ Gia lần lượt đánh lên Nam Thiên Môn, chỉ thấy con hắc ma long kia kêu rên không ngừng, bị chấn cho đứt ra từng khúc. Nam Thiên Môn cũng bị hai cái đại đỉnh kia đánh cho biến hình, đâm ngược lại Liệt Hỏa Minh Tôn. Uy lực của Nhân Hoàng Chi Bảo không phải là nhỏ, dù là bảo vật trong Nam Thiên Môn cũng không dễ ngăn cản. Địa Đỉnh, Dương Đỉnh tiếp tục ép tới, Diệp Húc phất tay tới cánh cửa thật lớn này lên, thôi phát nguyên năng lớn nhất của Nam Thiên Môn. Cánh cửa này mở rộng ra, bên trong truyền đến lực hút vô cùng khủng bố, giống như một cái hố đen thật lớn, hút cho không gian xung quanh cánh cửa sụp xuống từng mảng. Cảnh tượng này khủng bố tới cực điểm, có thể tưởng tượng nếu như đổi thành tòa Nam Thiên Môn ở Thiên Đình Viễn Cổ kia, chỉ e rằng Chư Thiên đã bị cánh cửa này cắn nuốt, phong ấn hết ở bên trong. Địa Đỉnh, Dương Đỉnh đột nhiên ngừng lại, ong ong vang lên, chấn sụp hư không, ép cho không gian xung quanh thành một mảnh hỗn độn tối đen, không ngừng chống lại lực hút của Nam Thiên Môn. Hai lão quái vật tam bất diệt cảnh Hạ Gia còn lại sắc mặt ngưng trọng, đều tế thiên địa pháp tướng của mình lên, không quan tâm đến sinh mệnh mà đem pháp lực dung nhập vào trong hai cái đại đỉnh kia. Tả Gia, ngươi còn không ra tay? Diệp Phúc thao túng Liệt Hỏa Minh Tôn, cảm thấy pháp lực trong cơ thể Liệt Hỏa Minh Tôn đang suy kiệt nhanh chóng, chỉ e không lâu nữa sẽ tụt xuống tam tướng cảnh. Hắn khẽ hừ một tiếng trong lòng, lộ ra ý cười dữ tợn, cười gằn mà nói: ngươi và bản tôn liên thủ xử lý hai lão già kia, lão tử cho ngươi một cái đại đỉnh. Tả Gia Minh Tôn từ khi nhìn thấy Liệt Hỏa Minh Tôn xuất hiện, sắc mặt vẫn âm tình bất định, đang tính toán xem có nên giúp Liệt Hỏa Minh Tôn một tay hay không. Ông ta với Liệt Hỏa Minh Tôn quan hệ không hòa thuận, nhưng cũng không có thù hận. Nhưng Liệt Hỏa Minh Tôn tính tình nóng nảy, không có mấy nhân duyên. Lời này của Diệp Phúc khiến cho tinh thần ông ta rung lên, cười to một tiếng thật dài. Thập phương u minh từ từ dâng lên, đánh tới một lão già Hạ Gia. Hay, Liệt Hỏa tiền bối, vãn bối liền cùng ngài xử lý hai lão già Hạ Gia kia. Lão già Hạ Gia kia gầm lên, xoay người nghênh tiếp. Làm tốt lắm, Tả Gia. Bốn cái đầu của Diệp Phúc cùng tán dương. Hắn đột nhiên đóng Nam Thiên Môn lại, vùng thoát khỏi một lão giả, lão quái vật tam bất diệt cảnh Hạ Gia khác, xoay người nhắm tới thiên đỉnh lơ lửng giữa không trung. Tòa thiên đỉnh lớn như đại lục này bị hắn trực tiếp thu vào chấn áp trong Nam Thiên Môn. Sau đó Diệp Phúc thao túng thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn nhanh chóng bay đi, chớp mắt liền biến mất ở ngoài đường chân trời, chỉ còn lại Tả Gia Minh Tôn và Hạ Gia nhị lão ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Mụ nội nói chứ, khó trách tên cuốn kiếp Liệt Hỏa Minh Tôn này lại không có nhân duyên ở trong Diêm Ma Thần Điện ta. Tả Gia Minh Tôn nghẹn họng chân chối, tức giận mà chửi ầm lên. Bỗng thấy Địa Đỉnh, Dương Đỉnh, Hạ Gia liên hợp ép tới,
ông ta vội vàng thả người bay lên, giơ tay bắt lấy Nhân Đà La, Nhân La Toa bỏ chạy trối chết. Ông ta bị Diệp Húc lừa một phen, để lại mình ông ta chống lại Hạ Gia Nhị Lão. Nếu là một vị cường giả tam bất triệt cảnh thì với tu vi thực lực của ông ta đủ để chống cự đại đỉnh Hạ Gia. Dù sao cường giả tam bất triệt cảnh cũng không thể hoàn toàn phát huy uy lực của Nhân Hoàng Chi Bảo. Nhưng hai vị cường giả tam bất triệt cảnh lại thêm hai món Nhân Hoàng Chi Bảo, ông ta liền không có bất cứ phần thắng nào. Giả dĩ lần này Tả Gia Minh Tôn khiêu chiến Hạ Gia Tam Lão, Thanh Thế Long trở lở đất, chính là muốn tăng lên uy vọng của mình trong ma vực, cũng không định quyết sống chết với Hạ Gia. Hạ Gia tuy mang Thiên Địa Dương Tam Đỉnh đến, nhưng cùng lắm cũng chỉ náo được một vài trận nhỏ ở Úc Đan Vô Lượng Địa, không gây được sóng gió gì lớn. Dù sao Úc Đan Vô Lượng Địa còn có thánh địa ma tộc là Diêm Ma Thần Điện trấn thủ, mà các thánh địa ma tộc khác cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Thế lực khổng lồ như thế, tiêu diệt một thế gia vô hoang như Hạ Gia quá dễ dàng. Nhưng ông ta suy tính dù tốt, lại không hề ngờ rằng lại nhảy ra một biến số cực lớn, Liệt Hỏa Minh Tôn. Tả Gia Minh Tôn căn bản chưa từng nghĩ tới Liệt Hỏa Minh Tôn đã bị Diệp Húc luyện thành Thân Ngoại Hóa Thân. Đây là bởi vì tu vi Liệt Hỏa Minh Tôn còn hơn cả ông ta, thậm chí khiêu chiến Diêm Ma Điện Chủ thua mà không chết. Cường giả như vậy, cho dù đã chết đi cũng không thể bị tên đại vu mới tăng lên hóa thần kỳ như Diệp Húc luyện hóa. Hơn nữa, Liệt Hỏa Minh Tôn vẫn có được pháp lực mạnh mẽ vô cùng, vô tận như trước. Một quyền liền đánh nát Hạ Trung Đường, lão quái vật tam bất diệt cảnh, nguyên thần bất diệt kia. Nếu như Diệp Húc luyện ông ta thành Thân Ngoại Hóa Thân, thúc giục vị Đại Minh Tôn Vương khủng bố như thế, phải có nguyên thần và thiên địa pháp tướng của đại vu tam bất triệt cảnh, mà điều này trong con mắt của Tả Gia Minh Tôn thì hoàn toàn là không thể nào xảy ra được. Về phần Diệp Húc, Tả Gia Minh Tôn cùng lắm chỉ xem như là người hầu của Liệt Hỏa Minh Tôn, chẳng thể làm được gì. Đuổi theo! Một lão quái vật tam bất triệt cảnh Hạ Gia bộ mặt lạnh lùng quát lớn: Lão Tổ, đuổi theo ai vậy? Một gã trung niên tam tướng cảnh sau lưng của lão hỏi. Bốp một tiếng, lão già kia tắt bay hắn đi, tức giận hừ một tiếng, hồn hển mà nói: Thiên đỉnh Hạ Gia bị Liệt Hỏa Minh Tôn cướp đi, đương nhiên là đuổi theo Liệt Hỏa Minh Tôn rồi. Tên trung niên kia bị ông ta tắt cho răng rơi ra, miệng hộc máu, tuy giận thế nhưng không dám nói gì. Hắn tuy là đầu sỏ tam tướng cảnh, có địa vị cực cao trong Hạ Gia, nhưng so với lão già kia thì chẳng là cái thá gì cả. Đám cường giả Hạ Gia triệu hồi địa đỉnh, dương đỉnh, gào thét đuổi theo hướng Diệp Húc rời đi. Thiên đỉnh Hạ Gia không chỉ là Nhân Hoàng chi bảo, còn là biểu tượng của Hạ Gia, tuyệt đối không thể để mất. Thiên địa dương đỉnh của Hạ Gia đã từng bị Nghệ Hoàng cướp đi, làm cho số mệnh Đại Hạ Hoàng triều suy bại, càng ngày càng lụn bại, cuối cùng bị Thăng Hoàng lật đổ. Tuy Nhân Hoàng Hạ Gia đúc lại tam đỉnh, nhưng dù sao không phải là cấm bảo, mà chỉ là thứ phòng chế lại Thiên Địa Dương Tam Đỉnh. Nếu cả món đồ phòng chế này cũng bị người ta cướp đi, Hạ Gia Trung Châu có thể nói là mất hết mặt mũi, trở thành trò cười cho người khác. Đây là chuyện mà Hạ Gia tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Mọi người điều khiển Địa Dương Đỉnh truy kích hơn 10.000 dặm, nhưng vẫn không thể tìm được tung tích của Diệp Húc và Liệt Hỏa Minh Tôn. Một lão quái vật tam bất triệt cảnh Hạ Gia khác trầm giọng nói: Thiên đỉnh của Hạ Gia ta chính là Nhân Hoàng chi bảo, chỉ cần tu luyện tâm pháp Hạ Gia sẽ cảm ứng được tung tích của nó, hắn ta trốn không thoát đâu. Đám cường giả Hạ Gia đều vận chuyển tâm pháp cảm ứng vị trí thiên đỉnh, nhưng thiên đỉnh kia sớm bị Diệp Húc chấn áp trong Nam Thiên Môn, hoàn toàn chặt đứt cảm ứng của mọi người. Dù là hai lão quái vật kia cũng chẳng thể cảm ứng được một chút hơi thở nào của thiên đỉnh cả. Minh Đường huynh, ta ở lại tiếp tục tìm kiếm, những người khác lập tức mang địa đỉnh, dương đỉnh trở về Trung Châu, bẩm báo việc này với gia chủ. Vị lão già Hạ Gia sắc mặt ngưng trọng quát lên: Cửu đỉnh Hạ Gia ta chính là một bộ cấm bảo, giữa các đại đỉnh có tướng phụ, tướng thành. Dựa vào tu vi Nhân Hoàng của gia chủ, lại tập hợp tất cả vô sĩ, đại vu Hạ Gia ta thúc giục 8 đại đỉnh còn lại, tất có thể cảm ứng được thiên đỉnh, triệu hồi nó về, thậm chí có thể trực tiếp chấn chết Liệt Hỏa Minh Tôn. Mọi người của Hạ Gia đều nói: Tưởng đường lão tổ, tu vi của lão Liệt Hỏa Minh Tôn kia kinh thiên động địa như thế, không kém Nhân Hoàng, lão tổ hãy cẩn trọng. Địa đỉnh dương đỉnh đánh phá hư không trở về thẳng Trung Châu. Hạ Tường Đường nhìn mọi người rời đi, lập tức phát ra thần niệm, hóa thành một đám lão giả, có đến tầm 100.000 người, tìm kiếm ở mọi nơi, truy tìm tung tích của Diệp Húc và Liệt Hỏa Minh Tôn. Lần này, phù đồ thánh thành vốn vô cùng náo nhiệt trở nên giống tuếch, chỉ còn lại một vài người còn đứng ở nơi đấy, lập tức bọn họ cũng lần lượt mà rời đi. Trận chiến xảy ra trên phù đồ thánh thành khiến cho mọi người khiếp hồn bạt vía, dù là những nhân vật xuất sắc nhất trong lớp người trẻ tuổi cũng chỉ có thể trở thành quần chúng, không thể nhúng tay vào. Diệp Húc cuối cùng cũng thoát thân, lại làm cho mọi người thật sự là bất ngờ. Không ngờ lão Liệt Hỏa Minh Tôn còn chưa chết. Lúc trước lão khiêu chiến cha ta bị thua,
lần này ngóc đầu trở lại, e là lại tiếp tục khiêu chiến cho ta tiếp đây. Trong mắt của Hầu La Thái Tử, tinh quang lóe ra, vung tay áo rời đi thầm nghĩ. Chuyện này không hề nhỏ, Liệt Hỏa Minh Tôn có khi đã tu đến cảnh giới nhân hoàng, phải nhanh chóng thông báo cho phụ thân thôi. Mọi người ở đây nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Bạch Nam Hiên vẫn đứng tại chỗ như trước. Vừa rồi cảnh tượng kia diễn ra quá nhanh, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Húc đã cuốn lấy thiên đỉnh của Hạ gia bỏ trốn mất dạng. Diệp huynh giúp đỡ người khác đúng là danh bất hư truyền. Huynh ấy được ủng hộ, thậm chí cả đồ sỏ ma tộc như Liệt Hỏa Minh Tôn đều bị thuyết phục bởi vị khí độ của huynh ấy mà ra tay cứu giúp kìa. Loại khí độ này của Diệp huynh đúng là tấm gương mẫu mực đáng để ta học tập suốt đời mà. Bạch Nam Hiên nhìn về phía Diệp Húc rời đi, lẩm bẩm mà nói. Nhưng mà nơi Diệp huynh và Liệt Hỏa Minh Tôn rời đi hình như không hề tốt đẹp gì, mà là một nơi tuyệt cảnh. Diệp huynh không biết thì thôi, sao Liệt Hỏa Minh Tôn cũng không biết chỗ tuyệt cảnh kia vậy? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại.